Ê, hôm nay em Tuấn bán một căn nhà giá là 1 tỷ 150 triệu, vẫn còn thương lượng nha. Với diện tích ấy là ngang 4, dài 37, thổ cư và sổ hồng riêng. À, cách ngã ba Đức Hòa khoảng là 3 km. Và bây giờ đi vô xem nhà với em Tuấn nha. Đây là cái con đường đá xanh 3 mét anh chị, xe hơi vô tới nhà luôn nha. Còn dân sống xung quanh này à, đông nha, khá đông luôn ấy. À, em Tú sẽ quay một vòng cho anh chị xem. À, đây cũng là nhà luôn này. À, và đặc biệt cây này ở xung quanh đâu này là cây cối nhiều nha, nên là không khí sẽ mát mẻ nha. Đó, anh chị thấy cái xe hơi đậu nó không? Đó là nghĩa là con đường này là xe hơi vô tới nhà mình được nha. À, xung quanh dân sống này à, một vòng nha. Bây giờ căn nhà mình á là có chiều ngang, đất có chiều ngang á là 4 m, chiều dài là 37 m, tổng diện tích là tới 148 m² anh chị, thổ cư và sổ hồng riêng nha. À, thì sẽ có một căn nhà cấp 4 mà nhà lại là chưa có ở, nhưng mà để lâu quá nó sẽ cũ. Nhà này về mình tận dụng mình tô lại ở ok nha anh chị. À, nói chung là tô lại là ở khá khá là ổn đấy. Đó, căn nhà này, căn nhà có 4 nha anh chị. Ở trước thì có sân nè, sân này thì rộng dài để xe hơi được luôn. Còn ở trong thì có căn nhà như vậy đó anh chị. À, căn nhà về bỏ cái cửa đó đi, xong mình tô lại là ở được, thấy không? Ở phía sau còn khoảng 10 mét nữa. À, để mình làm sân sau luôn, nhà có sân trước sân sau luôn. Thì đó là gì? Chiếc xe hơi đậu đây là nghĩa là xe hơi vô nhà được nha, dắt nhà mình được nha. À, căn nhà cấp 4 đó. Xung quanh nhà ở hồi nãy anh chị thấy trước video đúng không? Con đường này con đường đá xanh 3 mét. À, thì đi vô nhà nha. Nhà thì khóa cửa vô không được, anh Tú quay sơ cho anh chị xem nha. Diện tích ấy là ngang ngang 4, dài 37, thổ cư và sổ hồng riêng ấy là tổng diện tích của nó tới 148 m² anh chị. À, tha hồ mà ở nha. Cái nhà này thì để em Tú quay sơ bên trong cho anh chị xem, chỉ là tô là ở được nha anh chị, tại vì bên trong là em thấy còn chất lượng lắm. Ai à, em Tú quay sơ bên trong tại vì có cái lỗ hở này đó anh chị thấy không, chỉ là cái tường như vậy thì nó không có cũ lắm đâu, anh chị về là tô lại đóng la phong lại là ở được đó. Anh chị thấy cái tường không đó, cái trụ bê tông nó còn chắc không, tại vì ở để lâu ngày thấy bụi vậy thôi. Mà giá là 1 tỷ 150 triệu, giá này vẫn còn thương lượng nha anh chị. À, anh chị nào muốn cái nhà rộng rãi à, có sân trước để xe hơi thế này nè, sân trước này để xe hơi nha, còn sân sau khoảng 10 mét nữa. À, cái nhà này là ở Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An, thì cách cái ngã ba Đức Hòa anh chị à, thị trấn Đức Hòa là khoảng 3 km thôi. À, từ cái nhà này mà di chuyển về cái hướng mà Bình Tân quận 10 đó, nói chung ngay chỗ khu tên lửa là khoảng là 22 km nha anh chị, 22 23 km gì đó. À, anh chị nào muốn đi xem cái nhà này thì liên hệ em Tú nha. Đây, đây quay lại một lần nữa cho anh chị xem nha. À, dân sống nói chung mới sát nhau rồi, ở đây thì về đây rất là yên tĩnh. À, ngang 4, dài xuống là 37, có căn nhà dài về tô lại là ở, tổng diện tích là 148 m², thổ cư và sổ hồng riêng. À, đất giá mà chủ nhà gửi em Tú bán ấy là 1 tỷ 150 triệu, giá này vẫn còn thương lượng được với chủ nhà nha, bất lọc lá giấy tờ rồi anh chị. Bất động sản Tú Võ, an cư và đầu tư. À, thì đối diện xung quanh nhà mình nè, như vậy nè, nhà ở sát nhau, thì đối diện nhà mình cũng là ở sát nhau nhưng mà có cây cối đổ mát đó, nhà nhà hết rồi. Anh chị nào thì muốn mua căn nhà này thì liên hệ em Tú sớm nha. Cái nhà này em Tú sẽ bán nhanh đó anh chị, thì vị trí này đông dân ở được liền. Rồi đường thì đường xe hơi đó, xe hơi nè. À, xe hơi vô tới nhà mà diện tích là khá rộng nữa, là ngang ngang 4, dài tư 37, thổ cư nữa mà lại sổ hồng riêng nữa anh chị. Đất này là đất thổ cư sổ hồng riêng như thế này, ở Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An. Từ chỗ này mà di chuyển về ngã ba Đức Hòa khoảng 3 km, và di chuyển về tới ngay chỗ khu tên lửa là khoảng 22 đến 23 km nha. À, cái nhà này về nếu về đập bỏ cũng được nữa, tại vì bán giá này giá đất thôi, còn không thì mình tô lại ở vẫn ok. À, cái sân này là sân để xe hơi khá dài luôn ấy, còn phía sau nữa, phía sau còn dư khoảng 10 mét nữa, nhưng mà nhà là đang khóa cửa em Tú không vô được. À, thì anh chị nào muốn mua cái nhà này thì liên hệ em Tú nha. À, ở Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An. À, giá em Tú nhắc lại cái giá này 1 tỷ 150 triệu nha, giá này bớt lọc lá giấy tờ cho anh chị đó. Anh chị nào muốn đi xem thì liên hệ nha. À, chứ cái nhà này là em Tú sẽ bán nhanh nha anh chị, tại vì giá này nó hợp lý á.
Anh chị nào mà quan tâm nhà hoặc đất ở khu vực Đức Hòa, Long An thì hãy nhắn đăng ký kênh em Tú. Em Tú sẽ chia sẻ nhiều nhà hoặc đất ở trên kênh này nha anh chị.